Đi đâu lại ôm đồ giặt bỡ giặt Bangkok thủ đô Thái Lan nay giặt đồ Kuala Lumpur thủ đô Malaysia đi giặt đồ vòng quanh thế giới các bạn vô nay chỗ này là bỏ vô giặt rồi hôm sau lấy đỡ phải giặt thẻ đổi tiền rớt tiền hoài như bữa bực bội. Đây là một cái khu phố nhỏ nhỏ gần chỗ mình ở phía đông nam của Kuala Lumpur. Kiếm chỗ giặt đồ tìm thấy nó nằm ở trong tòa nhà các bạn chứ không phải ngoài mặt tiền. Purple Laundry, đây là túi đồ của mình. Siêu nặng, gần 2 tuần mới giặt đây. Chở ở đây giặt các bạn, đây là bảng giá. Máy nhỏ, nếu kích máy nhỏ là 10 ringgit là 50.000, máy lớn là khoảng 75.000, thì của mình là lấy máy lớn, họ tính mình máy lớn là khoảng 75.000. đây là có một chị làm cứ giặt hết cho khách rồi ghi số điện thoại WhatsApp xong thì nhắn ra lấy. Ok, tòa nhà nhìn cũ kỹ ghê ha các bạn. Đây không biết mọi người làm gì, tụ tập đông quá nè. Bên đây có cái quán nhạc sống ông chú lên hát à. Giờ đi kiếm mua cái thùng gạch tông để đóng bớt đồ, những đồ đã dùng xong test thì giờ đem về cho nó gọn bớt. Đây, khu này cũng hơi lộn xộn ha, không có sạch sẽ lắm. Còn cơm kia là bạn sóc của mình kìa bạn, phía xa kìa đó, trong cái hẻm đó cái xì bo nè các bạn, ngầu lòi không, đang kiểm tra xe mấy kia coi có giấy phép không kìa, ghê không. Street food nè các bạn, cái này cho dân local các bạn, ít khách du lịch. Khách du lịch sẽ hay vô vô Chalan cái gì quên mất rồi. Còn cái đường này là một cái khu local thôi, nhìn giống cái đường dĩa Hà Nội ha. Cái chỗ cà phê bán 24 giờ đó. Đây, hấp dẫn ghê. Khu này khu người Hoa hay gì nè. Một buổi tối khá là mát ở Kuala Lumpur. Này mùa đông rồi nên cũng khá là mát. Mình đang đi ở cái khu phố người Hoa. Chỗ định đến Old Hồng Kông. Hay đi, chỗ lần trước đi qua tour MV 100. Tới thì hôm nay cũng tới đây lần nữa. Đây bạn mình Cường, hello chủ quán. Hello. Đây bắt tay cái rồi quá chiều. AT Hồng Kông các bạn, theo style Hồng Kông, đồ ăn Hồng Kông, có đồ ăn Việt Nam luôn. Có đồ ăn Việt Nam luôn. Có dịp các bạn đến đây tới số 2 đường Cholon Brunei 3, Google Old Hồng Kông AD đây là thấy. Ok ha, lựa món có món Việt Nam luôn nha các bạn. Làm tô phở bò các bạn, phở bò Việt Nam. Này nước chấm, nước tương, này tương ớt hả con? Tương ớt, tương đen. Đây là ớt rau nè các bạn. Nước mía luôn, quá ngon luôn. Đứng ở đây để thấy được toàn cảnh Thái các bạn. Với cái nè các bạn đổ xe ở đây được nữa nè. Nếu như đi xe riêng, đó, đứng đây thấy được xe. Mai chắc quay lại đây quá, qua chạy sát quá khó thấy chiếc xe bị méo méo. Có mấy anh chàng làm dịch vụ chụp ảnh cho khách nè các bạn. Cầm máy ảnh rồi đèn flash chụp bằng điện thoại, nhưng mà 3-4 cái đèn flash luôn. Xịn không? Wow, nice. Đây là một góc quảng trường Merdeka Square, quảng trường chính ở đây, cũng giống như kiểu phố đi bộ hoặc là ngoài Ba Đình vậy đó. Có cái quảng trường hay có sự kiện event. Đợt trước thì mình tới Malaysia gần nhất là đúng ngay cái dịp quốc khánh của Malaysia luôn các bạn. Hình như là 30 tháng 8 hay là 30 tháng 7 hay gì đó, 30 tháng 8 hay gì đó. Thì đây là cái quảng trường. Đang bữa tối là có khu phố đêm bán đi bộ rồi nè, bán đồ ăn, gian hàng, thực phẩm, rất là đông vui các bạn. Tới đây 12 giờ đêm mà vẫn còn bán nhiều.
đây những chiếc xe, để xe bán xong chạy về luôn đó, không đó mới làm ly nước chanh. À, có anh chàng hát nhạc gì đây à, chỗ vẽ tranh này các bạn. Dạ, có cha CR7 luôn kìa. Đây là hai anh chàng vẽ tranh. Wow, so cool. Nice. Đây là à, cái này là vẽ kiểu biếm họa các bạn. Đây, đây là những tác phẩm của anh họa sĩ đây, vẽ kiểu biếm họa vui vui. RM20, vẽ màu là RM20, trắng đen là RM10, 2x5 vẽ màu là 100.000, trắng đen là 50.000, giá rất được ha. Rồi cục sạc nhìn nó quen, đây ông Quy có bán nè. Sắt biết gì đó. One chicken please. Chicken leg. Chicken fish. Leg please, this one. Đây có đùi gà, cánh gà nè các bạn. Cá cơm ngay trước chỗ khách sạn luôn. Ăn luôn. One egg and one chicken leg please. Eat here. Eat here. Rice. Thank you. Thank you very much sir. One vegetable. Vegetable. And one Coca-Cola. Thank you. Sashi is okay. Okay la. Chủ mang tới rồi nè các bạn. Cơm đùi gà, miếng rau, cái trứng, ly nước, cho thêm chai nước ngọt này, uống cho đã, quá nóng. Còn sashi nè, tiếng Malaysia, tiếng Bahasa Malaysia cũng là sashi luôn, sashi. Rót vô, thì thử coi vị thế nào nha. Này, ngon cắt luôn, đủ quá chất không? Cơm vẫn có vị cay cay cà ri nữa các bạn, kiểu Ấn. Rau này cũng không phải là rau ấy mà kiểu lên men chua chua, mà là rau tươi. Ăn cũng được, qua bữa tôi cũng dễ ăn. Một cái tiệm in ảnh nữa các bạn, đóng khung. Ở mình vô mình xin in cái tấm A4, cái giấy ủy quyền để ship xe đi, nhưng mà không có nhận, nhưng mà năn nỉ quá trời nên có tờ A4 in giúp về trả tiền thôi. Không biết lấy tiền vô đây. Một tiệm in giống Việt Nam ha, giống Phương Quỳnh ha. Năn nỉ in được cái tờ nè các bạn, ủy quyền cho bên agent, bên phố Bạch Đôi để làm thủ tục xuất xe ra khỏi Mã Lai qua Indo cho mình, tại dính biển nên phải gửi xe. Hết một ringgit là 5.000 đồng. 5.000 đồng cho một tờ in này, nhưng mà năn nỉ mãi anh chàng mới chịu làm, tại vì chỗ đó là tiệm in ảnh các bạn. Đây bạn sóc đây, giờ coi bắt đầu gửi bớt về Việt Nam. Rồi. Ngon lành. Đi gửi xe ở cái bãi xe Cường chỉ mình, có bóng cây khá là mát, có người trông coi 24/7 luôn. Mà cô vợ người Việt Nam nữa các bạn. Tiện quá. Không biết phí nhiêu đây. Giờ chui ra khỏi cái hẻm này. Hẻm này là thường những cái thành phố lớn á, nước ngoài nó hay có một cái gọi là back road á, là back street á, là nằm ở phía sau, mặt trước là buôn bán, mặt sau là rác, rồi chở hàng vô này nọ các thứ, đường đi cho nhân viên. Thì cái back road này là cái bãi đỗ xe của bên khách sạn luôn các bạn. Rồi đi tiếp. Cách đây có một cây số à, nên quay chơi. Alright.
xe lửa chạy ngang nè. Để đi xe lửa này vô trung tâm chơi thử coi. Train station. Phía trước là chỗ bãi đậu xe rất là mát ha. Đây, bãi đậu xe bên tay phải nè. Đấy. Có một cái dịch vụ rửa xe luôn ta. Để nhà ông chú rửa luôn ta. Wow, chiếc BMW xịn quá. À, nó đang rẻ, cho mình rẻ luôn. Ngon lành. Yeah. Đến bãi đỗ xe các bạn. Để hỏi chú quê đổ ở đâu. Rồi, chỗ này có vẻ ok nè. Đây, chỗ này lý tưởng nè. Cho ai muốn đậu ngoài đậu, mình cứ chui vô trong. Rồi, ngon lành. Lúc nằm ở đây các bạn. Có tán cây rất là mát nè, đã ghê không, đỡ nắng. Đây, anh chàng này người gốc Ấn nè, đang ghi receipt cho mình. Chủ nhật sẽ lấy 3, 4, 5, 6, 7. Chủ nhật, ủa, 3, 4, 5, 6, 7. Chủ nhật, 6 ngày luôn á chứ. Ok, tới đó tính tiền tiếp. 75 ringgit cho 5 ngày, 5 ngày, 6 ngày gì đó, từ thứ 3 đến chủ nhật. 75 ringgit là 390 ngàn. Có nghĩa là gần 400 ngàn cho 5 ngày gửi xe. Một ngày chưa tới 100 ngàn, rẻ Việt Nam ha. Việt Nam ngày đêm cũng 140. Mình gửi chỗ Nam Kỳ Khởi Nghĩa quận 3 rồi. Rồi, ok là khóa thêm một cái khóa chân. Cái này để không có đập côn nè. Để kẻ gian ví dụ mà mở xe cũng không có vô số chạy được nè. Đó, rồi cần thì ví dụ này có người canh. Còn nếu không có thì mình sẽ móc thêm cái cản vô một cái cây nào đó nữa. Khóa 3 lớp các bạn, cho nó an toàn. Chứ nhiều khi không mất đồ mà lấy nguyên xe là mấy căng á. Trùm che mấy tấm rèm che ở trong. Cái dù che nắng ở mặt trước, rồi thêm một cái tấm ở ngoài. Bây giờ mình sẽ lấy một tấm của Ford Everest có mang theo. Trùm hết lại luôn. Ford Everest nè các bạn. Trùm dư luôn, cái này mở ra nhiều khi mưa lũ rồi chui trong, núp ở trong nấu ăn cũng được nè. Tấm luôn cũng được, mở đầu trùm hơi cực. Quá trời bự không? Tấm của Ford Ford Everest mới vừa. Quá đẹp các bạn. Xong các bạn, tấm của Ford Everest nè. Còn dư khá nhiều, tại vì Ford nó cũng lớn. Xe này có 2 chỗ mà chiếc kia 16 chỗ luôn mà. Trùm lấy dây, có nào về mất xe, mất tấm bạc, mất cọng dây luôn. Chắc xỉu. Lấy vợ mà lai ở lại luôn chứ đi chơi gì nữa. Rồi, tạm thời là vậy. Bạn cây, nhờ bạn cây che nắng cho bạn sóc nha. Bạn sóc ở đây đừng có nhảy nhảy lên cây chơi rồi đi mất nha. Rồi bãi xe các bạn. Đây bà cô chủ. Gửi xe tạm biệt bạn sóc rồi. Bây giờ mình sẽ đi lên đi train, đi xe lửa Rapid KL vào trung tâm thành phố chơi. Thì đây là Budu. Hôm qua Ploy nói với mình là rẻ phân nửa so với đi đi ở bên Bangkok. Bangkok hồi xưa rẻ mà nay nó tư nhân rồi, nó nhập lại, nó tách ra vậy đó, tách cái đường Skytrain khỏi MRT nên nó mắc hơn. Rồi bây giờ mình sẽ vô mua vé coi, ticket MRT là cái đường ở bên Kuala Lumpur nè các bạn, xe lửa nè, mua vé. Thấy không, cái thấy tiếng Anh với tiếng Bahasa rất là giống, TK các bạn có thể đón được. Mình sẽ thử mua cái vé nha, trước chưa giờ đi ở bên Kuala Lumpur, chỉ đi từ sân bay về thôi. Chọn tiếng Anh coi. Này LRT, này monorail line, mà này mình thấy trên Google Maps nó nói màu cam với màu nâu, thì thử cái này coi. Line màu cam. Đâu rồi? Where am I now? Mà mình đang từ Budu nè, mình muốn đi về Masjid Jamek nè, là để đổi qua tàu nè. Ok, Masjid Jamek. Một người 1.6 là các bạn, là có 8-9 ngàn một cái thôi, rất là rẻ.
trả bằng tiền mặt thôi, cash. Rồi bây giờ tiền nhỏ 1 với 5 được với tiền xu. Rồi 1 với 5 ha. Đây đưa tờ màu 5 vô nè, màu xanh lá cây nè. Đây màu xanh lá cây vô. Rồi xong, đợi xíu nó. Rồi thối lại 3.40 cho mình nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái một cái token này các bạn để đi. Còn tiền xu ở đâu? Ủa tiền thổi ở đâu ta? À chưa xong các bạn, processing your change, đợi một chút. Đó rồi tiền rớt ra kìa, không có âm thanh nào thú vị bằng tiền, tiếng tiền xu, tiền rớt cũng như là tiếng tinh tinh của ngân hàng trong hơi nóng ha. Đây wow, đồng này để dành làm kỷ niệm luôn, về tặng bạn bè ngon lành. Rồi xong có token, bây giờ mình sẽ đi vô. Đi vô để cái token ở đây đó. Còn đi ai đi thẻ tháng thì cứ để đó cũng được, mà giờ không biết đi đường nào vô đây. Butcher 2 đi phía nào coi chừng ngược chiều, thì bây giờ mình sẽ vô đây mình coi rất là chi tiết. Mình đang ở đâu đây? Masjid Machet vậy nè, mình đang Budu nè, mình muốn đi về Masjid Chamek thì mình phải đi về, các bạn như bữa Bangkok mình nói là xem điểm đầu và điểm cuối thôi. Đây Sentul Timur, còn đi về phía bên kia là ngược lại là Ambang nè, đường màu cam nè, thấy không? Đó, tới Budu là chỗ mình muốn đi về đây thì mình sẽ nhìn điểm cuối là gì? Sentul Imur. Rồi đi về Sentul Imur đây, nó đi bên phía này, đơn giản không? Nó quan trọng là điểm đầu và điểm cuối. Ok lên. Tàu đã đến, có cái bảng hiển thị giờ đến nè các bạn, 3:35. Đây 3:35, rất là đúng giờ. Tàu Rapid KL là cái hệ thống, tên cái hệ thống Mass Transportation là hệ thống di chuyển giao thông công cộng của Kuala Lumpur. Đoán đẻo quá ha các bạn. Đây đây là vẫn đứng đợi hai bên nè. Đó các bạn sẽ đứng hai bên đây. Đó, cái chỗ này người ta đợi người ta xuống rồi các bạn hãy lên lịch sự. Rồi xong ta họ ngồi luôn ngắm cảnh cảnh vật hai bên, kiến dơ quá nè. Rồi ngắm cảnh các bạn, đây là bên trong tàu khá là vắng vẻ. Đó, khá là vắng vẻ hả. Đây trạm kế tiếp An Toa là đổi qua monorail, là một cái đường tàu chạy một thanh á, monorail là chạy trên một thanh chứ không phải là đường ray hai thanh giống như là mình hay thấy. Bên nào muốn đổi qua thì cái đó màu xanh lá cây. Đây trên bảng có hướng dẫn nè. Đó đây cái đổi qua là màu xanh lá cây monorail. Đây monorail đây thì xuống đây đó, bảng rồi trên đây sẽ có những cái bảng tới đâu có đèn chớp nè các bạn. Đây ví dụ đây là sắp xuống hang thoa là đổ qua monorail nè, một xe lá cây ở trên nè, thấy không? Rồi mình đi xuống Masjid Chamek là 200 nữa. Chú bên chỗ ship xe nói cái giấy scan của mình không rõ, kêu tải cam scanner nên phải quay về lấy cái giấy đó các bạn. Phải đi vòng ngược lại. Sẵn mình cuốn lên chở gọn đỡ mưa, đỡ chuột, với lại nhiều khi có ai đụng dưới, nhiều khi có ai hút thuốc á, cái nó quăng xuống nó cháy là nguy hiểm á, nên mình quay trở lại để mình cuốn đầu lên xíu cho cao ráo một xíu. Lại gặp bé Sóc lần nữa, lưu luyến. Quá lưu luyến bé ơi. Kia các bạn, xong rồi tới đây, do nó chỉ tới cái ga này nó quay đầu, nên các bạn muốn đi tiếp các bạn sẽ leo lên trên đây, đi vòng qua đây. Nó đi vòng qua đây, vòng qua đây, xuống đây để đổi qua trên này thì nó mới đi tiếp về phía này. Đi tiếp về cái ga Masjid Chamek để các bạn đổi. Đó. Còn không ngồi là nó chạy quay đầu. Nên sẽ có những cái bảng. Kiếm cái bảng ở đây đây đây. Đây, line này nè, màu cam á, nếu ngồi trúng xe màu cam thì dù tại hai cái nó chạy cùng đường ray tới hang thoa nó sẽ quay đầu về. Quay đầu xuống đây. Còn bây giờ bên đây thì nó sẽ chạy từ hang thoa nè,
Meditate Massage Max là các bạn đổi qua bên KLCC nè, cái line màu đỏ đây. Nó từ hai cái màu này đổi qua màu đỏ thì nhìn giống trong Google Maps đó các bạn. Nó nên phải chú ý cái này, nhiều khi tới đây là nó quay đầu. Tới trạm này mình đi xuống nè các bạn, để đổi vé qua đây, đi qua line màu đỏ theo Google chỉ nè. Qua đường Kelana Chaya thì mình đang ở Massage Max đây. Tô màu đỏ mình sẽ đi lên KLCC là tới chân thấp đôi. Ba trạm nữa thì bây giờ đây là đi xuống đây, giờ xuống thử coi. Giờ các bạn chưa cần ra nha, nên cái thẻ nãy vẫn còn giữ đó. Giờ thì đi tiếp được không? Không thì mua, nạp vô. Các bạn đi xuống tiếp KJL. Rồi mình đi về phía Gombak. Gombak là đi về phía đây. Gombak là tên điểm cuối của cái line này. Đây các bạn thấy không? Thì mình muốn từ đây nha, mình muốn đi về KLCC. Thì cái điểm cuối là về Gombak thì sẽ chọn đi về Gombak, và ở đây nó chỉ chạy về Gombak thôi, quay đầu. Đó. Thì nó sẽ có cái bảng đây. Gombak, đúng không? Nên mình chỉ quan tâm điểm đầu điểm cuối thì mình sẽ đi bên đây. Bây giờ đang có tàu đây. À, giờ là đi tiếp được, lên tàu luôn các bạn. À, giao thông công cộng train nè các bạn. Trên xe buýt nó là chằng chịt luôn. Tất cả đều đổ về KL. KLCC là đây. Là chỗ trung tâm. Đó, quá trời lời luôn, hệ thống giao thông công cộng nè, tàu điện quá phát triển luôn. Đi đâu cũng được, khỏe. Giờ chưa giờ cao điểm là can đặt luôn các bạn. Bây giờ mình đã tới nè, KLCC, để ngay cái tháp Petronas ở đây. Bây giờ xuống đi một vòng chơi, coi còn lên được cái đỉnh tháp không nha. Đây, mở cái thẻ vô lại nè. Ủa? Không được rồi, tại vì nãy mình mua cái token không có nạp thêm để đi thêm. Để đi ra nên bây giờ mình phải nạp thêm. Tại vì nói qua đây thêm tiền rồi. Đúng ra là mình phải nạp thêm các bạn, tại vì mình đã đi thêm một chuyến tàu khác rồi. Nên giờ vô nó anh chàng lấy lại cái thẻ và đưa 2 ringgit nạp vô là 10.000. Rồi bỏ vô lại nè. Ok, rồi xong. Nó là vậy, nãy quên nạp ha. Thêm vậy là tổng để đi từ ga đến đây cũng khá gần là hết. À, để coi. À, 2 ringgit 2 với 4 là 3 đồng 6 các bạn. 3 ringgit 6 là khoảng gần 20.000. Đây mấy anh chàng hát. Rồi shopping đồ chơi coi, lên tháp keo coi. Đây. Avenue K đã trở lại cái khu KLCC, khu trung tâm của Kuala Lumpur. Đây là một cái mall quên mất tên rồi. Thì đợt trước các bạn nhớ vlog của mình với ông Nguyên qua đây chơi thì cũng có đi lang thang ở cái khu này các bạn. Cái Giáng sinh ngập tràn rồi. Giáng sinh trang trí bằng màu hồng ha. Cái này là của Sephora nha. Đây H&M hả? Đây là khu trung tâm. Yeah. Có tiệm của Trời Cách Long kìa. Đây là con đường trung tâm đây. Buôn bán đồ phải nói là tấp nập luôn các bạn. Đây và phía trước đó là tòa tháp Petronas. Đẹp chưa? Tòa tháp đôi cao nhất thế giới ha. Bây giờ để mình đi vô mình coi cái giờ này còn cho vô không? Cho leo nóc không? Cái này mình đứng bên hông nè, nên chỉ thấy được một cái tháp kia là nằm sau lưng cái tháp này các bạn. Tháp Petronas, đây là lần đầu tiên trong đời mình chạm vào cái tháp. Và cái chục lần mà chưa vào đây. Thế rồi, đã touch vào bạn Petronas nha, đụng chạm rồi nha. Bạn đụng thì mình chạm nha. Trước giờ chỉ thấy từ xa chứ chưa giờ đụng vào, hay là còn bây giờ để đi vô thử coi. Kiếm mua vé lên cái chỗ, cái cầu nó ngang với hai cái tháp ngắm cảnh chơi, đón hoàng hôn. Cổng vào một trong hai cái tháp, nhưng mà mấy anh chàng cảnh sát phía sau nói là hôm nay là thứ hai nó đóng cửa. Mỗi tuần thì đóng cửa thứ hai lên thăm tháp, nhưng mà đúng hôm nay các bạn xui quá. Nên bây giờ thôi kệ, phải đành tạm biệt các bạn. Đây, mình nói là định đi lên cái cầu này nè các bạn. Đó, cái chỗ nói qua thì có bán vé lên tham quan. Thì có gì chủ nhật mình quay trở lại thì chiều tối chủ nhật mình lên chơi. Rồi mình quay review sau để xem cho các bạn xem trong tháp Petronas có cái gì ha. Ok là, còn bây giờ thì lượn vòng vòng đây thôi. Đi kiếm gì ăn. Bạn Thái Lan của mình, Ploy có nay rảnh không? Rủ đi ăn đồ Việt Nam. Không thì lượn về thôi. Rồi, tạm biệt bé. Đây. Hẹn lần sau, hẹn cái tháp. Hẹn lần sau nha, bye bye. Phố đẹp với hiện đại sạch sẽ quá các bạn.
đẹp hơn mấy cái bên Mỹ luôn, mấy cái bên Mỹ xịn xịn mới ngon, còn bình thường thì cũng ít xây dựng và cũng không có tương tất như vậy đâu, quá được luôn nè. Mình hiện đại dễ sợ không? Bên trái mình là tòa nhà Mandarin Oriental. Mandarin là cái tiếng Trung Quốc là Mandarin đó, và Cantonese là tiếng Cantonese là tiếng quan thoại, còn Mandarin là tiếng phổ thông các bạn. Thì chắc này của người Hoa làm chủ ha, người Hoa nắm quyền lực về kinh tế rất mạnh ở Malaysia nè, tòa nhà Mandarin. Còn bây giờ mình đi kiếm cái công viên nước, cái aquarium của Kuala Lumpur ngắm cảnh chơi, mình cũng chưa vô đó. Đang nắng mà mưa luôn nè. Có một áng mây đen, đang mùa monsoon, mùa mưa. Lâu lâu là có những cơn mưa bất chợt làm nhớ Sài Gòn ha, vừa mưa vừa nắng, chợt mưa chợt nắng, tính cách như một cô gái đỏng đảnh khó chiều. Để tắm mưa luôn cho mát. Kia rồi, hình như là công viên nước phía trước rồi các bạn. Trung tâm hội chợ triển lãm ở Kuala Lumpur các bạn, giống như kiểu SCC quận 7 ở Nguyễn Văn Linh vậy đó. Rồi đây cũng là kết nối với đường tàu monorail, cũng như là thông qua bên chỗ aquarium, rồi sân vận động, aquarium với công viên này nọ. Rồi ông khoa heo chui chui đi đâu vào đây đây, kiếm đường thông qua bên cái công viên với cái aquarium. Không phải đi qua kia nữa các bạn. Trong trung tâm thương mại triển lãm nè, đây là ô số 4, em nhớ cái CCC. Lúc trước là năm nào cũng tham gia, mình làm công ty của Nhật với của Đức á, tham dự mấy cái triển lãm Pro Park rồi Việt Fish, đứng mấy ngày trời liên tục, đuối luôn. Bây giờ đi kiếm cái Aquaria, là cái công cái hoa, những cái công viên thủy cung. No, let's see, Aquaria đây các bạn, KLCC rẽ phải đây. Đó, các bạn thấy không, Aquaria đây. Ở đây có nhà hát đồ luôn nè, phòng họp, hội nghị rất là đầy đủ. Còn bên trái mình ngoài kia là công viên, công viên KLCC Park, công viên của thành phố Kuala Lumpur. Đang trời mưa, giống kiểu Central Park ở New York vậy đó. Công viên nằm giữa. Các bạn nào thích cây cỏ mà muốn selfie mà sợ đông đúc thì các bạn đi ra cái công viên này nè. Có bãi đậu xe, đậu thấy được xe và người, cũng như là thấy được toàn cảnh cái tháp, không cần phải chen chúc ở mặt trước nha. Nhớ lần sau muốn chụp hình thoải mái thì cây cỏ xanh tươi thì cứ ra cái công viên KLCC Park rồi chụp hình thôi. Thủy cung là các bạn đi thang máy xuống nè các bạn, đi xuống hầm. Ở đây là cái khu ăn uống của cái thủy cung đây, Aquaria Food Court. Cái mua vé ở đâu đây? Wow, ăn uống đồng vui quá. Nice. Đi vào thủy cung đây. Alright, you first. Đây. Đây, Aquaria. This way for buying ticket. Đây vô các bạn, hai cô bé xinh quá. Giá vé đây các bạn, 75 ringgit. Có thể đó là bớt 52, 7 là 7 nhân 5 là khoảng 300 mấy ngàn. Bằng ô bằng tiền gửi xe 5 ngày của mình nè. 300 mấy ngàn. Trẻ em là bớt 10 ringgit là bớt được 50. Cuối tuần và ngày lễ là lên 4 ringgit ha, cũng không có ấy quá, và trẻ em hoàn toàn miễn phí hết nè. Mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, vé vào cửa cuối cùng là 7 giờ tối. Rồi vậy là bỏ 75 ringgit là khoảng gần 400 ngàn để vô tham quan Aquaria. 75 ringgit các bạn, 75 ringgit là gần 400 ngàn Việt Nam đồng. Đi vào cổng đây, kia rồi mấy bé cá đang đợi kìa. Đây, ta da. Thank you. Ok, welcome to Aquaria Kuala Lumpur. Anh chàng nào quậy quá gì bị bắt vô cho cá ăn thịt kìa. Cái này là mấy con quỷ piranha, là cá ăn thịt mà răng rất là sắc nè. Đó, mình có câu mấy con này ở bên Amazon nhưng mà phiên bản nhỏ hơn nhiều, còn mấy bé này mới là kinh đây. Piranha. Piranha đây các bạn, piranha. Rồi tiếp tục đi vô đây, tiếp là có mấy con cá. Ủa mấy con cá này thấy kỳ kỳ. Cái này là cái màn hình. Có bé Nemo kìa. Hello Nemo, where's your father? Your father looking for you.
Ok, mấy bà Dory nữa kìa. Dory truy tìm Finding Dory, Finding Nemo đây. Chin Bun là cái gì ta? Chin là genetic hả? À, chắc cái hồ này mấy con cá nhỏ nhỏ kiểu như ấy rồi thôi nè. Qua wow, màu xanh đẹp quá các bạn. Lén lén bỏ chai nước đem về đem cho xe chơi coi. Wow. À đây có mấy con cá này cái gì đây? Brown banded bamboo shark, cá mập tre hả? Hey, cá mập tre. Này mấy em bé thiếu nhi chắc khoái lắm nè. Vô đây là cá mập tre. Rình rình không có ai. Ở đây có mấy con meerkat nè đúng không? À đúng rồi. Tiếng Anh tốt ghê, biết hết luôn nè. Meerkat. Đây meerkat nè, các bạn thấy bên đây nè. Đó meerkat. Hello meerkat. Hello. What you looking at? Hello, hello. Meerkat. Oh, đã chưa. Quá trời đông luôn nè. Meerkat. Hello. Hello. Phần thi đấu vui nha. Đây là cái chuồng của mấy bé chamelon, mấy con tắc kè bông đây. Ở mình bây giờ đố các bạn xem vlog nhìn kỹ vô nha. Đố các bạn thấy bé tắc kè bông ở đâu. Kiếm nha. Ai thấy thì comment liền nha. Mình bây giờ vẫn chưa thấy nữa. Đâu rồi mấy bé tắc kè bông thay đổi màu sắc. Ẩn mình chờ thôi. À thấy rồi các bạn, hóa ra nằm một góc đây. Đây. Trời ơi, nằm trong rốt trong góc này có ai thấy không ơi. Đây các bạn, một bé tắc kè bông. Các bạn otter nè, otter như là rái cá nè. Kêu dưới sầu mà có mùi thum thủm. Phần mấy bé thúi quá nha mấy bé. Ồ, yêu chưa kìa, trời ơi, đang âu yếm nhau kìa, ghét ghê không. Mấy bé clownfish cá hề đây, mấy bé Nemo đây các bạn. À, còn kia là chị Dory kìa. Truy tìm chị Dory, truy tìm chị Nemo. Hello Nemo, nhiều quá. Tương nhìn ghê ghê hả các bạn. Còn đây mấy con cá gì mới đứng không nè. Ồ, nhìn như mấy cái chiếc lá vậy đó. Còn mấy bạn lương này thì gầm cái đít xuống rồi ngóc cái đầu lên rồi. Nhìn ghê ghê ha, nhìn giống mấy con liên tưởng tới mấy con vi khuẩn ghê. Ghê không kìa. Giờ mình bắt đầu đi xuống, đây có một cái trụ nước cá bơi vòng vòng nhắm được 360 độ luôn nè các bạn. Đó, đã chưa. Mình nhớ ở cái tòa nhà nào có một cái tháp nước khổng lồ luôn á. Siêu bự hình như ở Trung Đông hay sao đó. Đây, đi xuống đây. Này rớt điện thoại xuống là tiêu đời nè. Còn mấy cá bé bự. Đây là ở những cái khu rừng ngập mặn. Cá này cá gì đây? Con papo hay là con cá gì ta? Mình không rành tên mấy loại cá lắm các bạn. Đây, bé này mập địch quá nè. Quá trời mập. Bự ghê, con này chắc làm chiên xù hay là làm cái lẩu là nguyên sớm ăn luôn quá. Mập ghê không? Look at that. Nói gì đó? What are you trying to say? Tell me. Vô cái đường hầm thủy cung đây. Giống đầm sen ngày xưa nhớ ghê, 20 mấy năm rồi các bạn. Gần 30 năm luôn rồi chứ. Từ ngày thấy cái thủy cung đầu tiên ở đầm sen. Wow, vô đây chị em Instagram sống ảo được nè. Đây có cá mập nè. Cá mập đây, cá mập đây. Cá mập đen. Không phải, cá mập gì đó không phải. Đây là ghi shark là cá mập. Còn chữ đen là gen là cái hang, cái ổ. Hang cá mập. À, chúng phải con cá mập đen, không phải là black shark. White shark mới là con cá mập to nhất thế giới. White shark. Cái này còn con này không phải là white shark rồi. Ghê không các bạn? Silent killer. Trai đẹp, ghét nước. Sợ nước nên không có, ít có xuống biển. Nên giờ đi này cũng giống. À,
cái đường ở dưới là nó chạy, có nghĩa là để cho giống như băng truyền hành lý vậy đó, để đi coi từ từ. Cái đuối nè. Ở đây có hình mấy bạn người ta sẽ chụp, các bạn thích thì chụp về lấy ảnh kỷ niệm nè. Đây có bán một số đồ lưu niệm, để coi có gì hay không. Cá mập nhờ bông, so cute, baby shark, nhưng mà nhìn thấy ghê ha, cái miệng thì nhìn đỏ kỳ quá. Đây là mấy bé khủng long, mấy cái manet nè. Rồi một ít đồ móc khóa này, cái voi xinh quá nè, để mua tặng mấy đứa bạn thích biển cả đồ coi. Một dây là ba bé luôn các bạn, giá nhiêu đây, 15 ringgit là gần 15 khoảng 80.000 các bạn. Màu xanh nè, màu hồng nè, một dây là có ba bé, dễ thương quá ha. Aquaria ngoài cuối là cái khu trò chơi rồi mà trưng bày hiện vật rồi các bạn, xong là ra ngoài đó. Tạm biệt Aquaria, lại có thêm một cái cửa hàng bán đồ lưu niệm đây cho các bạn nào thích, để kiếm có sticker dán vô xe chơi, xinh quá ha. Mình tên tiếng Anh là Jack, đây không biết có Jack không. Đấy, giờ kiếm đồ lưu niệm ở ngoài quá dễ thương luôn nè. Mấy cái đồng hồ hình chiếc cái phao cứu sinh các bạn. Mấy mẹ khủng long nè, cái này mua qua Sala de Uyuni ở Bolivia, chụp mấy tấm hình mà vô cực á, hoặc là ra biển vô cực ở Gò Công quê tôi có nè, ngoài Thái Bình cũng có nè. Đó, nhìn ghét không, móc khóa rồi magnet, mấy cái hít vô tủ lạnh á cũng bình thường ha, cũng không có gì đặc sắc lắm ha. Rồi về thôi. Món quà dễ thương quá, đổi chất lỏng với hai bé Nemo nè, so cute các bạn. Dễ thương ghê luôn, xe mình nhỏ không là hốt hết. Tháp từ phía công viên mình nói các bạn nè, các bạn đi qua bên công viên không có dướng ai hết, tha hồ chụp, có cây cối nữa các bạn. Mà nhìn tháp này, nhìn mặt trước mặt sau cũng y chang rồi đúng không. Ngay giữa trung tâm có cái công viên đẹp quá, cái Keo CC Park đây, công viên Keo CC, trung tâm Kuala Lumpur. Phía xa là cái cây thông Noel đã được dựng sẵn rồi các bạn, cao ghê không, này chắc cũng cỡ 30m á. Và phía sau vẫn là tòa nhà quen thuộc của chúng ta. Chiều thứ hai cũng khá là đông đúc ha. Mình nó tốc mát hơn, thấy rõ. Bây giờ đi ăn với bạn người Thái hôm qua, phải đi train về một cái nơi gần đây, cách khoảng 5 cây số. Giờ này kẹt xe, là chạy xe là chết luôn, nhưng mà đi xe, đi phương tiện công cộng, đi train nó sẽ nhanh hơn. Rồi Giáng sinh sắp đến rồi các bạn, ba nữa các bạn. Cửa hàng bán ferry nè, vô làm chiếc coi. Ba cái đồ yêu, nhà có đầy, đi xô cốc thôi không thèm. Lưu lưu Ferrari không được vòng quanh thế giới, lưu lưu cái lại này English. Bây giờ mình sẽ đi, nãy mình đi hai line này, cái mình nói ở đây, bây giờ mình đi cái này về chỗ Central các bạn, cái này trung tâm thương mại KCC, bây giờ mình sẽ đi về Central đây, nhấn vào đây. Một người 2.40 trả bằng tiền mặt được không ta, cái này không biết là cái gì, trả tiền mặt đây, ở dưới đây 2.40 các bạn, 2 nhân 5 là khoảng cho khoảng 12-13 ngàn đi. Ok, đi về Central thì mình sẽ đi bên đây các bạn, đi platform 2, trên Google Maps sẽ hiển thị là đi qua đâu, Putrajaya qua đây. Rồi đợi train tới là xong nha, rất đơn giản ha. Mình đã tới NU Central, hẹn với Ploy ở đây các bạn. Bạn đó làm do TikTok, văn phòng ở gần đây, hẹn đây ăn, đi thang bộ tập thể dục luôn.
Ồ, anh kia mặc cái áo sơ mi đỏ Uniqlo giống của mình rồi, áo cặp luôn. À, đây, NU Central, trung tâm thương mại. Nhiều công ty cũng ở đây. Buôn bán tấp nập các bạn. Kinh tế quá tốt luôn. Không có dấu hiệu gì bị ảnh hưởng hết. Phải cộng luôn nè các bạn. Bữa bên Mỹ có, bên đây có luôn. Ghê không? Ngay NU Central, cái trung tâm thương mại coi như lớn nhất nhì ở Kuala Lumpur nè. Món ăn tối với mình, đây là laksa, một trong ba món quốc hồn quốc túy của Malaysia, cùng với nasi lemak với satay, nước chanh các bạn. Và cái này nó gọi là ABC hả, là S kasang, chính là khoảng gần 9 nhân với 5 là khoảng 45.000. Phần này tổng hết phần ăn của mình là hết 150, gồm có cái này, tráng miệng bằng món này và nước chanh, rất là rẻ đúng không? Rồi mời các bạn ăn tối. Các nhà cái này vị rất là giống mắm nha các bạn, bún mắm miền Tây. Không biết họ làm gì để cho ra mùi mắm này. Còn giờ thử cái này coi. Hay món ABC nè, siro đá bào. Qua wow, ăn cái này phải share với bạn mình chứ ăn không hết. Các bạn biết mình quay phim từ đâu? Từ sau ô cửa sắt. Đã về đến trạm rồi các bạn. Nãy đúng ra mình phải nạp thêm tiền mà lại quên nữa, xong cái bà cô cho ra mình nói để mình trả thêm tiền mà nói khỏi. Có một ringgit mấy miễn luôn, quá dễ thương. Rồi bây giờ lại đi tiếp về lấy quần áo đại giặt hôm qua. Đó, lấy đồ giặt không biết xong chưa, có để số WhatsApp mà không thấy nhắn, nhiều khi gọi mình không được. Rồi cầu thang đi bộ qua bên kia đường nè các bạn. Lấy đồ các bạn có thấy điều gì đặc biệt không? Có tiếng Việt luôn nè, máy mới nè, giặt sạch làm mềm quần áo, chỉ cần để lại đây và lấy sao, đúng chính tả ghê không? Có điều chỗ này nên viết hoa chữ cái đầu nè các bạn. Ghê ghê, chắc có khu này người Việt cũng nhiều. Rồi đến lấy đồ, 9 giờ tối đóng cửa, trên Google để 11 giờ nên phải check thường xuyên. Alright, hello, I come to pick up my clothes. Khoa, bạn bịch đồ của mình nè, đó, lấy về thôi. Rồi khỏe mà quên phải bỏ lên xe nữa chứ, đâu thể gửi khách sạn mất sách về hết đống này được, nên phải ra xe cái nữa. Rồi về các bạn, chai này ở đây bán là 20 ringgit là 100, khoảng 105.000, khá là mắc ha, nhưng mà quán ăn nên giá giờ cũng nói chung cũng ok. Mỗi một đứa Hồi giáo hạn chế bia rượu mà giá này cũng được ha. Rồi 100.000 chai bia về ngủ, mai về Việt Nam. Qua đường về các bạn, ở đây có một cái hầm đi bộ qua đường, thường là ở trên cao nhưng mà cái này là nằm ở dưới thấp này. Đây đi bộ qua đường cho an toàn, chứ băng ngang đường mà không cháu vạch kẻ đường nó gọi là jaywalk. Wow, ghê ha. Ghê không, tối thui này chị em đi chắc sợ chết, nghe tiếng vang. Và bên đây đi tiếp qua cái hầm nữa các bạn. Tối đêm đói bụng đặt Grab thử nữa bạn, đặt tô phở Việt Nam ủng hộ một chút cho cộng đồng người Việt tại Malaysia. Mình hết muỗng đũa mà họ lại không có cho, mà lại bỏ trong gỡ trong xe các bạn, không có cầm về, nên giờ im rồi vai xíu lấy hai cái bàn chải của khách sạn lập ra đũa luôn. trong cái kho lo cái ngu. Các bạn lại qua tạm biệt bạn Sóc cái nữa, tại bỏ thêm bịch đồ vô mãi hoài không chịu chia tay. Rồi ok, bây giờ mình đi tiếp về Việt Nam đây, bye bạn. Thứ hai chủ nhật này gặp lại nha, bye bye. I can't remember the place. For what's the name, for which city? I can't remember. Which Four Pillars, is it Four Pillars? Four Pillars. Four Pillars. Which state? Virginia. Virginia. I see. Fairfax. Fairfax. Eden Center. Eden. Oh, I have many friends. I stayed there for a while before. Yeah, Eden. Yeah. You see, I know a lot about United States, right? Yes. Eden Center. Eden Center. Yeah. Mình đang ở sân bay quen thuộc Kuala Lumpur. Năm nay thì đây là lần thứ ba mình tới sân bay này rồi. Một đợt chạy thử xe của Bia Show. Một đợt thì đi với ông Nguyễn qua coi đua xe Việt Nam qua đua xe, thì bây giờ lại từ đây bay về
chủ nhật lại trở lại đây để đi tiếp về có việc xíu. Giờ vô mình sẽ dán cái thùng này lại cho đảm bảo an toàn. Đang lộ thiên quá các bạn. Rồi, sân bay keo đây. Bạn dịch vụ đóng gói siêu and go. Kia là touch and go, là thẻ thu phí. Còn này là touch siêu and go. Thank you. Phí là khá là cao các bạn, là 32 ringgit. Đây, 32 ringgit là khoảng hơn 150, 160 ngàn kệ. Đảm bảo an toàn hành lý. Các bạn, rất là đẹp. Này các bạn, họ sẽ đưa thêm một cái ui chà, để rớt gì, đưa thêm một cái sticker có mã QR để có gì lỡ thất lạc á, các bạn quét cái mã này để lên tra coi cái túi của mình đang ở đâu. Các bạn dán một tờ vô đây. Nó found this package, là thấy cái vali này hả, hãy giúp người ta tìm lại cái này bằng cách scan QR. Còn cái này các bạn giữ ha, cái này các bạn giữ, lỡ có thất lạc thì quét mãi để kiếm, ráng kiếm cái nó nằm ở đâu. Hàng Din Tai Fung các bạn, nhà hàng không có thịt heo nổi tiếng ở Malaysia đây. Din Tai Fung, thần tài ở Dinh Ký hả? Không phải, không biết, không phải Dinh Ký, nó là cái gì đó không nhớ nữa. Din Tai Fung đây đó, giá hơi cao ha, kệ, lỡ vô rồi làm tô rồi trưa lên máy bay ăn, rồi chiều về ăn đồ Việt Nam mẹ nấu. Đây, mình kêu cái này mì với gà, và có si xem là tự nhiên quên tên tiếng Việt cái gì ta, mè hả, đậu phộng, nó với thêm ly sữa đậu nành. Vừa ăn vừa ngồi quay ra để trông đồ nè, coi có ai bỏ gì vô không, chết liền. Tô mì ở Din Tai Fung các bạn, với ly sữa đậu nành. Này ai chưa có vợ nên hạn chế uống nha, mình khỏe quá cũng không sao, đâu uống cũng được. Rồi Din Tai Fung, tô mì. Đợi lần check-in tới sớm 30 phút luôn, chưa mở cổng luôn. Mình có lên hạng thẻ titanium nên được gửi tới 2 kiện nữa các bạn. Một cái vali với một ít đồ linh tinh, đem về cho nhẹ bớt. Rồi, nay đi thử, đi Việt Nam Airlines. Ở đây có Vietjet, cũng có chuyến Bamboo, hình như cũng có mà không biết còn không. Giờ ra sân bay thôi, ra gate thôi. Sân bay Kuala Lumpur thì rất là rộng các bạn. Sẽ có hai terminal, cái này mình đi cổng C21 thì các bạn kiếm cái chỗ nào mà có chữ C á. C thì qua đây, G thì qua kia, rồi H, vân vân, rất là nhiều. Thì đặc điểm là các bạn ra, các bạn đi xe buýt, ra đúng cái terminal của mình, như cái khu, cái gate của mình nha. Đây C, đi qua đây, ở đầu lên xe buýt, đi ra cái chỗ khu C. Đây, đi ra xe buýt, ra cổng C21. Mình sẽ biết các bạn. Đây là một chỗ rất là quen thuộc của sân bay Kuala Lumpur. Đó là các cụm gate, sẽ có một cái giống như cái giếng trời khổng lồ nè các bạn. Ở giữa trồng cây giống như khu rừng ở giữa sân bay. Đó, thì ở đây các bạn có thể đi lên trên, đi một vòng thì ăn uống thì các bạn sẽ hay lên trên nha, đi một vòng quanh đây. Đó, sẽ có nhiều chỗ ăn uống ở trên. Rồi toilet, nhà vệ sinh ở trên cũng có, phòng hút thuốc, cửa hàng. Cửa hàng thì ở dưới nhiều hơn đây. Để kiếm mua gì ít quà về làm quà cho bạn bè coi. Đẹp quá, mình rất là thích cái này luôn. Các bạn ơi, massage máy xong tí về Việt Nam massage nữa. Không đâu massage đã bằng Việt Nam hết. Mỏi quen, cổ vai gáy, lưng, tay chân, nghỉ ngơi sau gần một tháng lên đường. Yeah. Ra khỏi cổng. Lần nào đi của mình đơn không có ai đón. Bây giờ lấy xe thôi. Bây giờ trở về với Kia. Để thuê chỗ quen, toàn 3 chiếc Kia không? Kia Morning, rồi chiếc Cerato với chiếc Sorento. Bạn nào theo hay theo dõi vlog của mình sẽ nhớ. Chạy em vòng có việc rồi tối về quê nè. Vlog này là ở Việt Nam ha. Quen thuộc gần nhà mình. Mới sáng chạy bên trái, giờ đổi về Việt Nam chạy bên làn phải. Không sao, tại vì chạy cả đời rồi, chạy xe máy cả đời rồi nên không có thành vấn đề các bạn. Có đổi cái lạ mới khó thích nghi, về là nhập lại bình thường liền. Quán cà phê có ổ điện, có chỗ đỗ xe ô tô, mệt quá các bạn. Vô tình tìm được quán này, có nhạc sống luôn nè, nhìn chiêu chiêu mà. Buổi trưa không có ai hết, có mình. Những con đường quen thuộc, Hoàng Sa và Trường Sa, con đường yêu thích của mình các bạn. Trước lâu lâu lại chạy bộ đường này.
Giờ ông lẽ xỏ giày chạy xíu ta. Các bạn thấy căn phòng này quen không? Đây là căn phòng của sếp Mai Trường Nguyên. Bạn nào coi vlog thấy ở đây. Đây có hình mình với ông Nguyên chụp ở cái chùa trắng ở Chiang Rai nè. Đó, rồi anh Nguyên với ông Bắc Hàng Xeo. Cái này là Mai Hồng Son, là đợt mình với ổng đi Mai Hồng Son nè các bạn. Còn bây giờ hôm nay mình sẵn ghé shop công nghệ thì mình dứt thêm một cái loa có dây xịn luôn của Rode để nối vô, chứ mỗi lần lên xuống mà mang tai nghe không dây sạc mỗi ngày đuối lắm các bạn. Cái này lên xe bật cô rồi là tự quay luôn. Một cái này xuống massage nè, được mua được giảm giá đặc biệt hơn người một chút để mang theo, mà đau cổ vai gáy đau lưng chạy xe nhiều, không có em gái nào massage thì tự xử. Với cái này cái Letterman lại mất nữa, mua là cây B4 có khắc tên mình luôn. Đó, mình fan của Letterman. Đây là cây B4 các bạn, mình thấy cây này là ổn rồi. Tại vì đồ sửa xe mình cũng có nhiều rồi. Full nên lấy cái này thôi. Đây có khắc tên mình nè các bạn. Sóc 63D0613 với email nè. Nó lỡ có rớt mất ai có thương thì sẽ gửi lại. Đó, thêm bắt đầu chơi, sẽ còn vài món nữa. Tranh thủ nạp năng lượng thêm đồ chơi để mình đi một tháng thì mình sẽ biết cần cái gì, thiếu cái gì, đều bổ sung thêm. Các bạn, còn một món nữa mình mới được đưa để sử dụng trải nghiệm thử, có dịp trải nghiệm thử sản phẩm này chưa có chính thức. Đó là cái này, nó gọi là Love Kit. Các bạn theo dõi YouTube mình chắc cũng biết mình có rất là nhiều bộ sơ cứu y tế bỏ trước xe, bỏ trong ba lô, cần thì rút ra. Cái này cũng là sơ cứu y tế, mà sơ cứu y tế kiểu khác. Cái này gọi là Love Kit, dành cho những cặp tình nhân yêu nhau. Thì ví dụ hoặc là chị em hay là anh em cứ bỏ trong bóp, cần thì móc ra xài, xài dịp nào. Trong đây sẽ có 3 con sói. Nó cái này không biết vừa size mình, tại mình hàng khủng, cái này là size vừa thôi. Rồi có cái này là dầu ăn hả? Cái đại tạm tiếng lóng là dầu ăn các bạn, các bạn không biết là nước gì. Nước súc miệng. Nước súc miệng. Nước súc miệng các bạn. Còn cái này là khăn giấy. Bản hoàn chỉnh sẽ có thêm túi rác nữa để cho nó vệ sinh nè. Rồi một số thứ linh tinh rất là hữu ích. Thì đàn ông chính đàn ông xịn là lúc nào cũng phải có chuẩn bị sẵn các bạn, để cần thì lâm trận. Cái đó thì mình nghe người ta nói chứ mình không có giờ có dịp xài cái này hết, tại các bạn biết mình toàn đi một mình không à. Nhưng mà hy vọng một ngày nào đó sẽ có dịp trải nghiệm thử. Thì nãy giờ nói vui vui chứ thực ra thì nó rất là cần thiết nha. Chị em anh em lúc nào cần thì có sẵn để bảo vệ an toàn cho mình và cho người khác nữa. Đây là Love Kit, khi nào ra chính thức thì các bạn kiếm mua ủng hộ. Bỏ trong túi nhìn rất là lịch sự, không có gì là phiêu liên hết đúng không? Đó, nên cứ nhét trong túi, cần rút ra. Mình thì mình nói hay vậy thôi chứ mình để hy vọng một ngày nào đó trong tương lai không xa sẽ có dịp trải nghiệm thử Love Kit. Nguyên có thằng máy trong shop luôn các bạn, đem lên trưng bày xe nè. Tại ổng sắp đi Mỹ không có chạy, quá ghê. Hồn shop có nên này luôn chứ đâu có khiêng tay nổi các bạn, nặng lắm. Hôm nào biểu diễn để mình chạy cầu thang lên luôn. Về nhà các bạn ơi, không đâu bằng về nhà. Đây chạy giữa đường ruộng. Ba mẹ mình ra đón với con gái mình ra đón rồi kìa, dễ thương ghê chưa. Đường này xưa nhỏ lắm mà sau này có một chị đại gia trong xóm mở rộng ra cho cả xóm đi nhờ. Quá dễ thương, cảm ơn chị Linh. Mini kìa, con gái mình đợi kìa. Mini kìa. Ghét quá ghét. Chạy đường này là khỏi tập bằng lái. Đơn giản. Nói có anh tháng về mà xưa mình đi 3 năm được cũng hay ha. Không ngờ luôn. Rồi dừng xe. Ta-da. Đi nơi về đặt ra tắm nắng nữa kìa, ghét không? Trời ơi, tới tuổi rồi. Thích chiêu chiêu đúng không? Cho đi luôn nha. Mình đi. Xin ghê chưa? Chưa mà đòi chạy vậy ta hả? Có bạn chưa chú hai? Cô hai? Thì nhiều nhân các bạn. Đây là em trai mình, ba mình, mẹ mình với con gái. Con gái đâu Mình đi? Đây, đi em. Đây ngồi gì đang thật là vui. Đi ăn gà quán, ế quá các bạn. Cấm nồng độ cồn nên ế quá. Mình cũng vậy, mình uống nước ngọt thôi. Chạy xe không có uống bia. Ok, mình đang ở quán ruột. Các bạn xem vlog đợt trước Malaysia tập 2 là nhắc BK Manroom. Bây giờ mình về, mình sẵn ghé thăm quán cũ đây. Hey, Whiskey Sour, món yêu thích của mình. Yeah. Có dịp các bạn ghé ủng hộ nha. 8A Đặng Thất hả? 8A. Trời, dữ nhớ tốt ghê. Hello Như, Như quản lý nè. Nói bạn của Như sẽ được free một cái khăn giấy. Rồi, ok, 8A Đặng Thất nha. Đó, mời các bạn Whiskey Sour. Hello các bạn, đố bạn biết mình ở đâu?
có một chiếc CS 1250 nè các bạn. Đây, đi vô đây, sẵn về ghé nha khoa Tân Định đi kiểm tra răng vệ sinh đồ luôn, để chiều nay đi dự event các bạn. Đây nha khoa Tân Định, các bạn ghé ủng hộ, trên xe mình có logo các bạn. Ghé gặp bác sĩ Ngọc chạy CS nha, tính giá ưu đãi một cái ôm rồi các bạn. Bác sĩ Ngọc đây. Nay anh Nguyên, ông Nguyên Vlog đi đi Mỹ rồi. Bỏ bác sĩ Ngọc không biết đi chơi với ai đây. Mình chắc phải qua kiếm kèo đi chung. Giờ lên kiểm tra răng. Các bạn thấy phòng khám rất là sạch sẽ, tươm tất, chỗ quen. Các bạn nào ở Sài Gòn có muốn qua ủng hộ nha khoa Tân Định ngay chợ Tân Định các bạn. Đây, máy móc xịn ghê chưa. Vô trong. Okay. Mặt ăn vậy thôi. Cái này dấu tập về đâu ăn. Rồi mình đi bộ cho mấy cái này kẹp nha. Rồi mình đứng chuyển như tôi thấy đây chuyển một con. Rồi mình tiến tới là cái phần này tôi biết nha. Rồi anh đứng thẳng người xin. Rồi muốn thêm một bút chân nữa không nhé. Rồi tháng này lên men nha. Phần cắn này nữa nè. Rồi kiểu như đưa cái nát thôi. Phim liền này các bạn, hiện đại ghê không? Là chụp từ năm 2022, lúc đó anh Khoa còn mấy cái thái nên cô làm gì nè. Đau đớn vô cùng. Đó, ở đơn cô làm gì hết. Còn cái này là chụp ngày 11. Ngày 5 tháng 11 này, năm 2022 là lúc đó hai thân khôn đã xử lý rồi. Tròn 1 năm luôn. Còn cái này xử lý lại hai cái răng phía trước. Đó, hai cái cửa đây, cái này hồi chưa làm nè. Đây là cái phim mới nè. Ok, quá đẹp. Tốt, ngon lành. Dạ. Cố gắng duy trì việc vệ sinh răng định kỳ thôi là ok. Ok bác sĩ. Mời con đây anh mình. Cảm ơn anh, cảm ơn bác sĩ. Này các bạn, khách hàng rất nhiều, khách Việt Kiều ở các nước về làm nè các bạn. Chất lượng rẻ hơn rất nhiều mà máy móc xịn. Nhiều khi còn không thua kém bên Mỹ luôn, các bạn thấy máy móc xịn không? Bác sĩ chạy CS luôn. Ok. Tạm biệt bác sĩ Ngọc. Đây quay phim cho vlog. Các bạn ở Sài Gòn đến Tân Định ghé nha khoa Tân Định nha. Rồi. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn mọi người. Hẻm gần nhà cũ mình nay làm lại đẹp quá các bạn. Trước 6 tháng ngày nào cũng đi hẻm này để qua đội bạn Sóc. Đây là bãi xe chỗ mình gửi bạn Sóc đây. Bạn Sóc nằm ở cuối kia. Bữa nay mình cũng vô mà gửi xe thuê, lấy xe đi công việc. Nhớ bạn Sóc trước ở đây nằm đây nửa năm, nay thì đang bên Kuala Lumpur rồi các bạn. Thanh lái các bạn, nhớ bạn Sóc quá à, dễ thương quá. Hello các bạn, mình đang ở một cái nơi đố các bạn biết là ở đâu. Đây này là giống bảo tàng chiến tranh nhưng thật ra nó ở bảo tàng Việt Nam các bạn, Nga Sư Lý Tự Trọng. Ở đây 20 năm mà nay mới bước vô đây ha. Rồi cái event vô tình đây gặp Đồng Hương cũng fan ruột ở dưới Gòn Đông với mình luôn các bạn. Đó, cũng chở mẹ vô đây chơi. Rồi bye bye em. Ok, event gương mặt Việt Nam của HTV tổ chức nè các bạn. Mời mình dự bao vé về vô chơi. Có bạn nào chào chào mình kìa, không biết là ai. Medford, đây, có mấy bạn bữa quay phim mình nè.
Đó, về dự cái event. Bây giờ kêu mình vô, vô mình đẹp trai vô đói rồi. Nhưng mà vẫn kêu mình cút lại để lên ánh đèn cho đẹp. Thì ok thôi. Shop chuyên tactical chỗ mua đèn pin, túi đồ ba lô của mình các bạn. Bây giờ tranh thủ chạy qua đây. Đâu không phải ngắm siêu xe đâu. Siêu xe tử tế với su cốc mà mình đi triển lãm ô tô, phụ kiện ô tô, kiếm đồ về lắp cho bạn sóc chơi rồi. Ra gặp vài anh em quen quen chơi. Này, let's see, có gì hay không? Đây, ghé này vô gặp đại ca Lê Thượng Tiến đây. Ổng nay mới biết ổng có gara đâu, tưởng làm KOL không chứ trời, công ty quá trời, đại gia. À, đây có gì hay hay đem theo bạn sóc rồi chơi các bạn. Này khăn lao, này máy lạnh nè. Ở này chắc không có bán, bỏ bạn sóc cho nó mát. Ủa đại ca nè, trời đi đâu rồi. Này máy 12 của Lambo các bạn, để mình độ vô su cốc chạy cho nó nhanh coi. Lết quá lết, chạy chậm quá chậm. Đây con CX 80 trên bạn sóc của mình nè các bạn. Đó, này mấy anh em của nó nè. Quá đồ bự. Đó, mà hết chỗ nhét rồi. Này là bên đèn của Kenzo, chỗ anh Vũ bạn mình. Chị xem mấy cái đồ cứu hộ nè. Bữa mình cũng có lấy một cái cọng dây, dây mẹ theo để dành xài. Đồ chơi nè. Bữa đại gia Việt Mép nè, cũng định ủng hộ An Việt nhưng mà mình đi khắp thế giới không có chạy Việt Nam nên cũng thua. Ồ này phim đẹp quá ta, quá vui luôn các bạn. Chỗ quen thuộc, nhìn cái khăn đúng rồi đó đâu. Đây là Osalit, nãy chọc chọc qua đặt đăng ký tư Sơn Đòn, mà Sơn Đòn năm sau full rồi, các bạn đi phải hàng 5. Nhưng mà các bạn có thể đi hàng Én, Tú Làng, hàng Va, ủng hộ cho Osalit. Ai coi vlog mình sẽ thấy quà đúng không? Rồi, nói bạn đăng khoa sẽ được tặng một ly nước mía. Yeah, bye bye mọi người. Đây, quán bay trò siêu các bạn, quá quen. Đó, đây là món gì, tên gì? Dạ, cái này là bèm sốt. À, hào hả? Mai cây. À, chèm hả? Hào. Bèm, bèm các bạn. Rồi, salad. Bay trò siêu quán quen, đang đợi toàn qua khai trương cái cửa hàng District M mới ở bay trò siêu nè các bạn. Mời các bạn ăn tối. Sáng nay mình lại quay lại chỗ địa điểm quen thuộc và lý do chính để về cái đợt này là đi tái khám ở Tâm Anh hay Tâm Anh Hospital. Thì phải xét nghiệm thêm một chút nữa, tại vì nó cũng chưa hết hẳn cái bao tử đó, thì chắc nhiều bạn cũng sẽ bị. Thì một phần là do stress thôi, với bác sĩ nói là cũng này ai cũng bị và cũng nhẹ thôi, nên xét nghiệm dùng sáng rồi thêm các thử có vấn đề gì thôi. Thì trong thời gian đó mình ghé ăn, đây ăn bún, ăn cháo, làm ly sạch sẽ rất là đẹp. Thì cái gì các bạn cứ dẫn gia đình đến đây khám, là lo kiểm tra sức khỏe thường xuyên tí, để mình để sao để mình khỏe, mình được chơi lâu, mình được dài chứ không có vấn đề hết. Rồi mời các bạn ăn sáng với mình tại Sài Gòn bệnh viện Tâm Anh ngay phố Quan từ sân bay. Okay. Đậu xe nè các bạn, vẫn còn cái biển số mà còn dư của mình dán vô 63D0613 nè. Nay đã có người khác lấy cái ô này rồi. Nhớ ghê, bé sóc chỗ đổ xe ngày xưa, nhưng mà bé sóc đang ở cách đây 3.000 cây. Các bạn, mình đang ở một cái chỗ gọi là Rise gì đó, Exhibition, triển lãm ảnh. Thì đây vô thăm người bạn. Đây, chúc biết ha, yeah. Yeah, chụp hình street xịn xò nhất Việt Nam nè các bạn. Anh coi, tụi anh đang đi không quay thế giới mà anh. Mình nhớ bạn trai cũ mình quá nên. À đây. Hello, hello, hello. Rồi. Ủa, quay chưa? Quay thôi. Rồi. Quay đi. Ờ, quay. Quay nói đi. Ờ, quay chưa? Rồi, thôi. Đây. Vô chơi các bạn, vô tình lại trúng được giải ba. Một cái arm này thì các bạn nào xài máy tính sẽ biết. Kẹp vô để chỉnh xuống. Đây là bạn phân phối ở đây. Em có công ty tên gì bạn? Đây là HyperWorld. Và đây là dòng arm Human Motion màn hình T6 Pro. Đây là chiếc arm màn hình quốc dân mà rất nhiều hoặc là một gương vài trăm nghìn người đã sử dụng tại Việt Nam. Nhưng mà mình lại không có mang màn hình lớn theo. Các bạn xem những vlog tập đầu thì mình có để một cái tablet bên đây, nhưng mà sau đó không cần dùng, nhưng mà mình có, vẫn có một cái màn hình lâu lâu nằm xem phim. Thì bây giờ và để mình đổi cái khác, nhưng mà bạn tặng mình cái này luôn, mình đổi qua cái này để nằm dẫm chiêu chiêu xem phim này nọ các thứ, với lại làm việc luôn. Thì cái này nó sẽ dùng cho cái màn hình rồi của mình, còn cái này để ở nhà.
mốt về lấy xài tiếp. số hưởng. Cái này thì mình sẽ có khớp anh nhá, mình nâng chiều cao lên này, đấy cho mình vặn nó theo chiều đấy. Tức là khi mà mình đặt trên bàn hay trên giường đều được. Khách hàng bên em là ví dụ có giường này, kẹp ở đầu giường này, cho nằm xuống xem trực tiếp cũng thoải mái. Nó có thể nâng được màn hình iPad 13 inch, 12.9 inch đều được. Tải trọng lớn. Kéo ra được nữa. Vâng, kéo ra để mở rộng ra. Rồi, vời. Cảm ơn em. Rồi, chúc em kinh doanh phát đạt. Một hai bơ quốc các bạn. Một ghé mũ một nhập mật khẩu tại Nam Pha sẽ được bạn chủ ôm một cái. Bye bye. Sài Gòn các bạn ơi, lần nào qua đây cũng nhiều cảm xúc, dù đi không biết mấy trăm lần, cả ngàn lần. Như là phải ở lại đây thêm một tuần nữa để sẵn dịp gia hạn visa Mỹ luôn, tại vì trước sau cũng phải gia hạn mà phải gia hạn ở Việt Nam chứ không bay mốt cũng bay về lại à, nên sẵn đây về ở lại gia hạn luôn. Với lại có visa Mỹ sẽ đi được nhiều nước khác không cần visa như Mexico chẳng hạn. Đó, cũng tiện hơn nhiều ha. Sẵn dịp làm luôn cho nó nóng. Thưa các bạn, biết mình khoái sầu riêng, có một bạn fan qua vô tình gặp ghé tặng sầu riêng nè, với hai đứa nhóc tối nào cũng coi vlog của mình nè. Ai, chắc coi vlog với mình khóa sầu riêng, tặng sầu riêng nè. Cảm ơn gia đình, vui quá vui. Lộc An, Lộc An. Nhả vía Lộc An cho các bạn nè. Đây. Cơm đậu phủ các bạn, đi ăn với bạn mình. Đây, sống Sài Gòn 30 năm nghe nói hoài, nay mới có dịp ghé đây. Đây là sườn bì chả trứng, không đâu bằng đồ ăn Việt Nam ha. Đã ghê, đồ ăn Việt Nam là máy đính. Cái mà mình có thể tự hào. Này, có thêm dĩa đồ chua nè các bạn. Không biết sao kêu cặp quán ăn đại hàng ha, không biết có liên quan gì tới Hàn Quốc không, có bữa có đọc lịch sử mà mình quên mất rồi. Ở đây các bạn thấy quán rất là đẹp, trang trí kiểu giống kiểu chợ cá Lá Vọng ngoài Bắc á, kiểu đi một cái cầu thang nhỏ rồi đồ gỗ linh tinh, có máy may đâu luôn nè. Đó, cái kiểu giống mấy quán cổ ha, những cái hình ảnh ngày xưa vẫn còn cái bàn thờ ở đây luôn, hệt cái quán cà phê Đinh hay là chợ cá Lá Vọng gì đó các bạn. Mấy anh Tây vô đây cũng khá là nhiều nè, đẹp quá ha. Đây máy hát cổ. Đó, mấy cái này là đi thấy review chơi chứ không ai trả tiền mình nha.